ông này đen thủy lùi, xấu trai hoắc mà mà mà, mà sao rồi? chị mê vậy? Anh nhưng hiền mà ông, lắm, nhưng, nhưng ông mà mà có khỏe không? Khỏe, ảnh vẫn khỏe bình thường. Ông Sức thì khỏe rồi, nhưng mà quan trọng là đạp máy có khỏe không nè? Em đang hỏi là đạp máy nè. Ừ. Mình có nói thật là ông này có khỏe không để em mới biết được cái hướng là ông này ông đang đi đâu? Không, ảnh thì tối khỏe không? Đều đều không? Không, nói trắng là vợ chồng tụi tôi cũng ít cái quan hệ đó. Là ông không đòi hay chị không muốn? Hình như là hai đứa đều không thích. Oh. hai đứa đều không thích tới đúng như là chị em. không thích nhưng mà ông lại phải thích nếu thực sự ông yêu chị hai đứa đều không thích đúng không tối cứ lên giường hai đứa ôm hai cái điện thoại chừng nào ôi trời ơi sao mình có nắm tiền vậy à? bà già bà mất bà cũng để lại được mấy tỷ đó ôi dài, cho nên ơi. lúc đó một, một chầu ăn nhậu ăn nhậu với bạn bè là 50 triệu là dài, chuyện bình thường ôi. nhưng mà chị bị trai dụ hết chưa ông này dụ hết ừ. chưa Không nói chắn ra anh này thì chỉ chừng hơn 200 thôi à, bàn tay này cầm tiền thì cũng nhiều nhưng mà cầm mấy thì nhiều hơn cầm gì nhiều hơn đây này cầm tiền thì cũng nhiều nhưng mà cầm cái khác là nhiều hơn đây này à, bàn tay chị chị thấy đường tình thì chị nó nhiều ngã lắm chị còn vất vả lắm chị còn phải đi nữa giờ dạ, đội hiệp sĩ nguyễn thành bình dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn giờ dạ, trong những ngày tháng vừa đây thì anh em hiệp sĩ bình dương đã từng ghi hình và đăng tải rất nhiều thông tin à, mục đích chính để cho cảnh giác cảnh tỉnh để các chị em phụ nữ không bị sập bẫy nhưng không hiểu nguyên nhân là đó mà rất nhiều chị em mà phải nói là yêu đương tìm hiểu có thể là chưa kỹ hoặc đôi khi kỹ rồi nhưng mà bị một số con cao già người ta dụ và người ta lừa tình và lừa tiền nó thực sự anh em nghe rất bức xúc bởi vì bức xúc là gì bức xúc là một số các chàng trai trẻ không chịu đi làm đặc biệt là một cái chính là dụ các chị em để kiếm tiền đó, có nhiều anh em đã tìm hiểu rồi có nhiều câu chuyện đấy nhiều anh trai còn vợ nhưng mà dụ tiền của các chị em phụ nữ khác để lấy tiền để xây nhà mình nó định lào móng nhà mình là có một trường hợp đã xảy ra rồi còn rất nhiều các chàng trai nào có thể là dụ các chị em phụ nữ bởi vì đôi khi là các chị em phụ nữ là nói thật là mình mình nhiều chị em cũng cảnh giác lắm không phải là người ta dạy đâu rất khôn đó, bởi vì cũng có dành dụm mà làm ăn cũng rất giỏi kiếm một số tiền cũng rất lớn để dành dụm để dưỡng già nhưng mà đôi khi sống một mình là là đôi khi là cũng buồn tuổi chính vì lý do như vậy là cũng tìm kiếm một người bạn đời để có thể là hai bên lương tựa nhau về những lúc về tuổi già nhưng không ngờ là gặp toàn con yêu tinh không à dụ dỗ phải nói là rất hay nói chuyện rất đường mặt thì hôm nay thì đến giờ phút này là bây giờ cũng là 11 giờ 30 rồi anh em đang ghi hình một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ dương ghi hình để lấy lại quyền lợi và chia sẻ cái câu chuyện này đây là một bài học thực sự rất đáng cay dạ câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục xem theo dõi theo dõi hết video này rồi xin chào chị gái nhé dạ. dạ chào chị chị có thể chị giới thiệu chị tên gì Ờ à, tên Liên Hồng Diễm. Ồ chị Diễm à, lần nào thấy sinh gái. Em em cứ liên tưởng là những người mà sinh gái là tên đẹp. Ồ, em Chúng cũng chưa chưa hề biết tên chị đúng không? Dạ. Em chưa hỏi tên chị. Giờ mới biết tên là đúng là chị chị Diễm nhiêu tuổi rồi? À, sinh năm um, 70, năm nay 54 tuổi. 54 mà trông như 34 vậy. Trẻ dữ vậy. Mới đầu là là, là 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 em không có nghĩ là chị là 50 54 đâu. Dạ. Ồ, mà mà chị trẻ dữ hả? Chị hiện nay đang làm công việc gì? ừ nội trợ trong gia đình thôi ừ, nội trợ cho nhiều người không ừ. mấy người bây giờ thì uh, đang ở uh, thành phố hồ chí minh Ồ. ở chung với bà chị đi Ồ. làm Ồ. còn chị là hiện nay không làm gì dạ không làm gì lấy gì sống uh, bà chị thì uh, có chồng có con người ta lo à. nhưng mà còn em thì uh, sống một mình cho nên là đi làm mình mình có thu nhập không có nguồn thu nhập không nguồn thu nhập ít lắm à, ít lắm hả Thật trong đấy hay dấu nghề. Không. Ừ ở trên cũng làm ô xin thôi. Ô à, xin. mà sao lại nhìn trắng trẻo đẹp gái vậy? Ở trong nhà mà. Ờ à, trong mát hả? Phụ quán ăn. À, hôm nay mới ra lắng hả? Hôm nay chị thấy thời tiết hôm nay là, là là hiện nay ngoài trời là đang 38 độ. Đây là nhiệt độ đang báo là 38 độ. Rất nắng. Ừ, rất là nắng. Ừ. Chị Nói đi hơn. từ thành phố Hồ Chí Minh về đây có mệt không? Ừ cũng tiếng máy á, tiếng, tiếng mấy. mấy. Chị đã từng đi xa này bao giờ chưa? Ừ. À, về long thành thôi chứ còn chưa đi lên tới bình dương này chị trước đây đã từng phiêu bạt nhiều tỉnh chưa không mới về long thành long, long thành, thành là biên hòa đồ thôi long thành là mình quen ai mà mình về long thành à, quê của mình ở dưới long thành à quê long thành ha ở ừ. em cũng long thành đấy ừ. ngay chạy bò sữa ờ à, vậy là nhà em gần, gần, cũng gần gần chạy gần, gần gần bò sữa luôn dạ. ừ. rồi chị chị diễm ha dạ. chị diễm là năm là tuổi ha dạ. quê quán ở long thành mà hiện nay đang sinh sống tại Bình, à, tại thành phố Hồ Chí Minh, trợ, yeah. rồi chị cho em biết này, hôm nay thì bây giờ cũng rất trưa rồi, đúng không? Yeah. Chị cũng chờ từ sáng chị thấy ở đây này, từ sáng là cũng uh, rất nhiều các trường hợp khác nhau, yeah. người thì tìm con này, người thì tìm cháu, đúng không? Ạ? Yeah. À, người thì tìm uh, trộm cắp, người thì uh, tìm Campuchia, con yeah. bị dụ, người thì con dụ bán quán, nó có nhiều thứ lắm. Yeah. Chị chờ sáng là thấy có thu rồi không? dạ cũng mệt hơi mệt mệt, rồi. mệt rồi ra thấy bắt đầu cái cuộc trò chuyện này chị thấy có hồi hộp không? không bình thường bình thường à chị từ trước là mình đã làm ăn gì mà phải hồi hộp chưa? dẫn chưa. hồi hộp không? chưa Gây cấn không? chưa nào giờ không có làm ăn mua bán nhỏ xíu thôi nhưng mà lúc trước đây là chị đi yêu là yêu đương là lúc lúc mà hai người mà chuẩn bị ngồi giống này, này giống em với chị ấy mà chuẩn bị lắm tay nhau chuẩn bị ôm nhau là là, là lúc bây giờ mình có tim có đập rộn ràng không? có chứ hồi hộp ha dạ. nếu không thế thì là là là, là không được rồi dạ. đúng không Nếu ừ, thế, thế không thế này là mình chính là mình nói không không thật dạ. ai à, vậy thôi đúng không rồi hôm nay này bây giờ thì cũng trước mắt là em cũng hỏi chuyện chị vậy thôi dạ. rồi bây giờ mình vào cái câu chuyện chính rồi hôm nay chị từ thành phố hồ chí minh về đây nhờ anh em một chút dương kinh chị chia sẻ câu chuyện gì à, em muốn tìm một người đàn ông lúc trước ở chung với mình cũng được một năm mấy hai năm à. nhưng mà ảnh cũng có thương mình cũng thương qua thương lại nhưng mà anh cũng còn gia đình cho nên cũng đâm ra hơi chán nản chuyện đó thì uh, lúc đó có tiền cũng sắm cho ảnh uh, một chiếc xe uh, cũng 70 triệu rồi uh, một cái điện thoại cũng ba mươi mấy triệu rồi cộng dây chuyền một cây máy uh, cây máy lúc đó cũng bảy tám triệu gì đó với chiếc uh, cà gá hột vàng trắng á, là cũng bốn mươi mấy triệu cho nên là khi mà gây lộn với bà chị á thì uh, lúc đó lúc đó nói trắng ra là, là lúc đó um, mình hơi bị kẹt cho nên là bà chị mới nói là kêu uh, đưa cộng di truyền lại trả cho ông diễm. Nhưng mà tuyệt đối anh không đưa. Uh, sáng sớm anh bỏ nhà anh đi thì nghĩ rằng ảnh gây lộn với bà chị thì ngày hai ngày thì ảnh sẽ dòng về thôi ừ. nhưng mà không ngờ là sách quần áo rồi gom hết đi luôn Ôi trời cho tới đó. bây giờ là cũng được uh, 13-14 tháng ui giời rồi bây giờ uh, nghe người bạn nói là ảnh uh, đang ở trên trại heo ở tân phú trại heo tân phú dạ ở ngay chỗ hòn đá ba chồng gì đó bây giờ đây đấy còn hơn trăm cây đấy dạ wow. cho nên là em cũng muốn nhờ anh à, anh đội anh hiệp sĩ của anh anh Hải, anh Hải uh, tìm ảnh giùm em uh, chị em chỉ cần xin ảnh là cái cộng di truyền thôi còn những ừ. cái thứ khác chị diễm này nhé cha hỏi chị chị trước đây có chồng chưa có chồng rồi à, có mình, con rồi mình ly hôn hay sao ừ, ly hôn lâu lắm rồi à, mấy trước, chục năm rồi trước ông ông chồng em em hỏi câu câu chuyện quá khứ đó dạ. câu chuyện nó nó qua rồi đúng không dạ. mình mình muốn hỏi qua tí trước sao mình ly hôn thì hồi xưa ông chồng ông cũng nhậu nhẹt rồi rồi hai vợ chồng không hợp với nhau rồi cứ gây lộn quýnh lộn hoài nhưng mà ông, nên... ông, có lừa mình cái gì không không lúc à. đó nghèo lắm lúc đó chân rất là nghèo nhưng mà nếu mà nếu mà có chắc ông cũng không lừa đâu nhỉ dạ đúng không cũng có hai đứa con mà ừ. ừ. đó hay là chị hai người con chị năm nay là là chị năm nay hơn 50 chắc con cũng 30 không con 38 rồi. Ôi giời, chị đã chồng sinh sớm năm, dạ, ở đó em mới có 18, 17, 10, 10, 16, 17 là em đã lấy chồng rồi. Ôi giời, sao nó chồng rồi, sớm vậy? Uh, 18 tuổi sinh nó, sinh ơi. thằng trai, 20 tuổi sinh Thế đứa con gái. Mình mình mình. Xong mình. rồi được 10 năm thôi chồng. Ôi giời. Xong ơi. rồi em bước thêm một bước nữa. Có một 10 năm sau có một, một thằng con trai. Ờ. thằng trai Út năm nay 22 tuổi. Thế là hiện nay là chính thức là chị có hai người chồng. Dạ. Ba người con. Yeah. hai người con của một ông chồng trước dạ yeah. sao sau đi sau này cái ông bước sau là làm sao mình lại chia tay có một người làm đồng... sao mình lại chia tay ờ, cũng không thích hợp ảnh cũng ừ. có người đàn bà khác Ui giời ơi, người chị... đàn bà khác cho em hỏi ngược lại này câu chuyện quá khứ này lúc mà chị nói là chị 16 tuổi là chị yêu và lấy chồng dạ yeah. cái người chồng chị lúc bây giờ là cùng quê không cùng quê cũng long thành luôn Ồ, mình có tìm hiểu nhau kỹ không lâu không lúc đó là học sinh mà Ui giời, Rồi, tình yêu, à, tình hai tình bên yêu. gia đình chấp nhận thì mình cũng lấy luôn Tình yêu này tình yêu bỏ xít rồi Tại lúc đó là nhỏ bà già á. đi nước ngoài oh. Bà già đi nước ngoài rồi không ai nuôi đó Bỏ học luôn rồi Cho nên ở với ông bà ngoại còn nhỏ quá oh. rồi đâm ra nó hư hỏng ừ. mình, cho nên là lấy mình nó chồng, thật là mình bị hư hỏng Lấy chồng sớm yeah. Lấy chồng sớm làm gì? Về bên gia đình chồng ở oh. Cho nó yên thân yên phận mà cứ Mình cùng... cứ nghĩ rằng mình lấy chồng để cho yên thân yên phận thôi oh. chị chính oh. chồng là đặt đặt. Yeah. Người phụ nữ phải nó là Tí nữa em sẽ xem tay chị xem xem, xem. Chị còn ông nào nữa không? Chứ thực sự là em thấy chị này nhưng mà chị may mắn cho chị là trời phú cho chị là được cái nước da yeah. và nói chuyện rất nhẹ nhàng và khuôn mặt thì ưa nhìn phải nói là nói thật là không phải lệnh chị đâu xinh gái yeah. dễ thương Đó, mà mà sao lại mình lại không gặp may nhỉ yeah. <laughs> rồi chị Diễm cho em hỏi này chị gặp mấy cái người đàn ông mà hiện nay chị đang chia sẻ ở Long Thành nhé yeah. cái người mà bây giờ chị đang đang đi tìm đây này là người đàn ông họ tên đầy đủ là gì anh tên là Nguyễn Thế Nguyễn Văn Hiển. Nguyễn Văn Hiển đúng không? Dạ, ở à. trong Facebook ảnh là Nguyễn Thế Hiển. À. Họ, họ tên là Nguyễn Thế Hiển. Nguyễn Văn Hiển. Nguyễn Văn Hiển đúng không? Dạ. Sinh năm mấy chị? Sinh năm 1965. Ảnh lớn 65. hơn mình 5 tuổi. Sinh năm 65 là năm nay 59 tuổi. Dạ. Đúng không? Dạ dạ. Ông Nguyễn có gốc là Long Thành. Dạ. Địa chỉ cụ thể ở đâu chị? Ờ à, Thát ảnh ở ngay khu Văn điền. Địa chỉ? Trời ơi, bây giờ không biết địa chỉ của ảnh đâu chị. Nhưng mà chỗ đó là mình biết biết bên nhà không? Tại vì biết nhà giờ sao mình không tới nhà? Vợ con anh đang ở. Ôi giời ơi, là tới nhà thì một cậu đầu uh, một mười mấy tháng nay anh không có về nhà. À. Từ ngày anh đe, anh bỏ anh đi là Rồi. anh anh đi luôn á. Chị Diễm cho em hỏi cái này nhé. Dạ. Chị quen với anh này là trong cái đơn trong 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 cái trường hợp nào? Ừ. Trong trường hợp nào? Cùng là bạn bè. nó trắng ra là cái băng của em chơi cũng đông lắm. À. Rồi cho nên là thích với nhau thì đến thôi. Nhưng mà mình biết nhau lâu chưa? biết nhau cũng lâu năm mấy hai năm rồi biết nhau là biết nhau trong người nọ quen người kia à, biết nhau trong bằng nhậu biết nhau à. trong uh, đi hát với nhau Ồ. rồi biết chị, nhau chị trong chuyện tình không? cảm dạ hay chị hát em em hỏi thật nghiêm túc không không giỡn chị chị Đúng hát nhạc gì nhạc belero nhạc trẻ cũng có à, chị có gì? hay đi hát không có chứ em hát nghĩ tùy. là chị uh, em 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 chưa biết là cái cuộc sống kinh tế chị nào nhưng mà em nghĩ rằng chị uh, lo cho một người đàn ông này là chắc chắn là kinh tế chị trước đây rất ổn Dạ, chị mới có thời gian, dạ. cái nhất là có thời gian chăm lo cho một cái người đàn ông mà yêu thương, cái thứ hai là chị có thời gian để hát họ, dạ. chị hát thử cho em nghe một bài nào. em rất thích hát nhưng mà đặc biệt là cái cái âm của em là hát nó phát nó nó không hay. Chị hát, hát thì rất là ok nhưng đó. mà đều hát cao okay, kê chứ còn ở ngoài. thì cao đâu okay đó chị hát ngẫu hứng. ở ngoài không có thuộc, ở ngoài không có thuộc. chị hát thử một một khúc ca khúc nào một đoạn nào mà chị yêu thích nhất, không cần nhiều, ừ. hát bình thường thôi. Biết là chị có hát thoải mái, chị cảm giác thấy nó tự nhiên thoải mái, chị cứ quay ra đây không ai, coi hai chị em mình trong phòng đâu. Ok chưa? Đó. Một đời dân dương đê đối lại một đời đau thương. Phải nói là mình không có thuộc cái mấy cái bản nhạc chứ nhiều. Không lắm. nhưng mà em thấy chị có một khúc thôi. Em đã thấy cái chất giọng của chị phải là cái âm âm lượng của chị cái âm thanh của chị phát ra phải nói là nghe rất dịu dàng, dạ. ngọt ngào nếu mà chị rất tiếc ở đây không có karaoke, có yeah. karaoke để đây hóa có máy nào anh cho mượn máy đây, anh mở một bài thế nào, mở một bài đây chị thích bài gì thì mở ra cho chị hát một bài nhạc không lời nha, cho chị karaoke nhưng mà không có tiếng, mà là không có, không có, không, có, không có nhạc chị nhìn chị hát chị hát thử em này, em, em em kết chị đó, đúng là em mà cũng còn bằng bằng tuổi chị thì thì, thì 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 em sẽ bảo vệ chị. Nhưng mà rất tiếc là chị lớn hơn tuổi hơn em xíu, ừ. em không em cũng bảo vệ cách khác, bây giờ hiện nay đang bảo vệ chị nha. khổ thật người phụ nữ phải là đảm đang, duyên dáng, dịu dàng, đến là hiền. Mà chị gặp hai ông chồng là đều hai ông là 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 không ra gì cả. Nói chắn ra là gặp người nào cũng đào hoa hết, dạ. ông nào ông Chắc nấy, mấy ông đẹp trai hả? Không biết sao mà từ 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 bỏ mình hết chơi. Mấy mấy, mấy 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 ông có đẹp trai không? Thì cũng tạm tạm được ừ. được. 6, bây giờ sáu bảy phần trăm bây giờ hát bài nào à, à. người cứ người cứ mơ đi bản này hả người cứ mơ à người cứ mơ thì chị mở đi người cứ, cứ mơ ừ. à. người cứ tưởng hay người, à, người cứ tưởng quá à. hình như là bản đó chị người cứ tưởng bài chị bấm đi hôm nay em chiều chị hết mực luôn đấy à. cao kê người cứ tưởng tâm nữ đấy, đúng bản là chị đấy ấy đó. Em cũng hoài hát lắm Bữa nào chị em mình nhớ hát bữa nha Được không? Hát bản người tình không đến gì cho nó mau Đấy cho này cho chữ đó to Đó Không có tiếng hả? Không Tiếng nhỏ nhỏ thôi Hay đấy Mày đúng tâm trạng nha Đỉnh đấy Chịu cần em mua không? Tôi quen biết anh như một đêm thật tình cờ Sân ga vẫn tươi người và hoài kia vẫn mưa rơi Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò còi tàu vang lên xe màn đêm thật hài hùng bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau sợ câu ta từ và sợ đường tình hai lối thì tôi chỉ xin anh yêu yêu mình nên thật lòng rồi. đây là hát chay đó cái này mà hát <laughs> hát mà nếu mà có nhạc vào nữa thì à. phải nói là đẳng cấp luôn đúng không hát chay đó hát có nhạc là hay rồi thay chị dưỡng cho hỏi nè chị quen mấy 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 anh anh gì ta anh hiển anh hiển à chị quen uh, bao nhiêu thời gian thì mình quyết định hai người chính thức đi chơi với nhau đi chơi riêng á khi mà chính thức ở với ảnh đó, là qua tết 2022 nghìn oh, hai đến giờ phút này còn hai năm đến giờ phút này này hai mươi bốn chỉ ở với ảnh hai năm thôi 120. khi anh đến với chị là anh có nói là anh bỏ vợ hay anh thôi vợ không tại vì ảnh đạo chúa chưa bao giờ anh không bỏ nhưng mà giờ. Anh, có, anh có chia sẻ không có anh nói anh là... là anh ly thân thì cái đó là mình cũng biết, tại vì anh cũng có uh, quen biết, cũng có lấy uh, người uh, người bạn trước mấy là, năm là rồi. bên đảo ha? Cũng bên đảo luôn. Ừ. Anh này anh có nói là là, là cuộc sống mà anh nghe vì lý do nào đó mà hai vợ chồng ly thân không? Không, mình không. không tìm hiểu tới chuyện đó đó à. Nhưng mà anh ấy đến với chị là là anh mới đầu ấy, chị thấy anh ấy nhìn con người sống có tình cảm không? Không, anh hiền, anh có tình cảm lắm ảnh không có. Anh nói chuyện có, có nhẹ nhàng không? rất là nhẹ nhàng chị anh theo chị gì. nhìn nhận là em hiện em đang nói chuyện với chị cái lúc trên là nói chuyện khác nhưng mà đây là nói chuyện là là em chỉ thấy là là đã đủ nhẹ nhàng chưa không ảnh rất là hiền rất à. là nhẹ nhàng Vậy nhìn... nhưng mà khi mà ở một thời gian rồi thì ừ. hai đứa không còn thích hợp nữa thì nhưng mà anh anh đến với chị là anh đi bằng phương tiện gì em muốn hỏi sâu hơn đấy ảnh có hồi xưa anh có chiếc xe game ảnh uh, chiếc xe game anh cũ lắm à. Đi bán, à? uh, uh, bán có uh, 3 triệu thôi, bán cho người bạn. 3 triệu là Trung Quốc à? Ừ. Là bán cái Đài Loan. Cách đây uh, 3 năm rồi. Mà làm lúc bây giờ là anh ấy làm nghề gì? Hồi xưa anh đi bắt chim để mà sinh sống, anh Ô. làm cái nghề đó mười mấy năm rồi. Ông tướng này là ông nghề bẫy chim. Ờ à, đúng rồi, anh đi làm. Ừ, ông đi xe thường? cái biển xe gym, cái xe chim mà màu 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 đúng không? Màu 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 tím tím nho đúng không? Mình cũng không để ý. Màu tím. Ông này bẫy chim sang gần nhà em đuổi hai lần rồi. Ừ. ông này thợ bay chim đúng rồi không bay ngày chim sẻ xong đi bán đúng không đúng rồi nghề của ảnh mà ông này bán cả nhà hàng bên 26 luôn đúng rồi ừ. rồi bay rồi bán cho một số người người ta cúng giường người ta người ta thả ừ, đi lên chùa đó ừ. rồi em gặp ông này rồi em nhìn mặt ông này hai lần thôi ừ. chính ông này là ngày xưa là cái khu vực nhà em này nó thật là rất nhiều chim em rất thích nuôi chim đấy cho nên vì vậy là em có thừa cơm thừa mấy thóc lúa em đổ ra cho chim nó ăn nó, nó, nó đất lành chim đậu á để chim nó lâu lâu tới nó hót để mình nghe cho nó buồn á ông nào đến rồi ông bẫy ông bẫy bằng cái bằng cái bằng keo á chị bằng cái keo đó ông bẫy bằng keo Hồi nào giờ chưa ừ. có đi coi bao giờ ừ, đúng rồi ông bẫy bằng keo khi cái vòng mà này, ông dính keo lại khi mà lấy ảnh về rồi là Ôi bắt ảnh bỏ Ôi không ông có này. cho ảnh làm cái nghề này nữa trước em nó bỏ bỏ đi ông từ cái bỏ nghề đi. này cái nghề này ác lắm không ừ. có làm mình bẫy chim mà để cho người ta làm thịt đấy là tội yeah. không. chim trong đó người ta đang phóng sinh mà yeah. rồi thế chị trong ngoài này khi anh bẫy chim anh đến với chị là là anh có lo cho chị cái gì không Hồi khi mà hai bên quyết định ở với nhau á ừ. là là anh có tặng cho chị cái bông hay là tặng tặng nhẫn hay tặng kim cương gì không hả? không không tặng gì chị có yêu cầu chị chưa có ngỏ ý không Chắc hôm nay anh ơi hôm nay là ngày đẹp anh anh ảnh em, ảnh em thấy... uh, nghèo lắm Ôi giời, ừ. anh rất ý. là nghèo nhưng mà nghèo nhưng quan trọng chị, uh, mà tình nghèo cảm luôn. người ta là là dành cho chị là là chị thấy có thật không nói ra là tình cảm anh dành cho cũng là thật đó ừ. anh như thế là anh ấy, sống với chị luôn nhưng mà lúc đầu á thì, thì là là, là ừ. sống có nhà chị luôn hả bên nhà à muốn ở nhà ở sao mình không 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 ở nhà mình. Tại vì uh, mình bán nhà rồi mình không có nhà. Ồ. Mình đi uh, theo con lên thành phố, Ồ. theo con lên Biên Hòa tại vì con nó ăn học ở trên thành phố. Ồ. Chị cho ừ. hỏi là khi mà chị đến với anh này là các con chị có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý, con con là nhìn ông Hiền đó mà con cũng đồng ý luôn ha. Ồ. Con rất là thương, mấy Ồ. đứa con rất là thương ảnh. Thì ông đến với chị là ông làm nghề gì? À, làm nghề bắt chim đó nhưng không, mà sống với chị á không không cho làm nữa ở nhà thôi ở nhà ôi đi năm. chơi với hai con chó sáng ảnh dắt đi cho mấy hai con tối chó là chó dắt chị đi chơi, đi chơi. ban ừ, ngày là dắt buồn. chó tối Được. là dắt uh, chủ ừ, buồn buồn thì hai vợ chồng chở đi vòng vòng chơi chắc là lúc đó là rất có nhiều tiền lúc bây giờ là là mình 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 sao mình có nắm tiền vậy thì à? bà già bà mất bà cũng để lại được mấy tỷ đó. ôi cho nên ơi. lúc đó một một chầu ăn nhậu ăn nhậu với bạn bè là 50 triệu là Trời chuyện ơi. bình thường. em lại đang tin tưởng ừ. mới đây là cũng có một chị về đây chia sẻ này là, là người thân trước mẹ mất chia mỗi người anh em mỗi người một phần. còn chị đấy cũng được 57 7 tỷ nha. Dạ. mà cuối cùng giờ. Dạ, tại bà mấy... già chỉ có một mình thôi. Ồ oh, vậy. kia 5 7 anh em cơ. đâm chia ra là bây giờ là bà ấy bị trai dụ ăn hết rồi. Dạ. Đấy, nhưng mà nhưng mà chị bị trai dụ hết chưa? Ông này dụ ừ, hết chưa? Không. Nói ra anh này thì chỉ chừng hơn 200 thôi. À, nhưng mà, mà những mình... cái dây chuyền này, à, nhẫn này, lắc này, điện thoại này, iPhone 13, 14 Pro gì đó chẳng hạn là là ai là người ngỏ ý? À, ai không, người hỏi ý mua? Tại vì lúc đó là là mình đeo vàng rất là nhiều mà sao, mình, sao Hôm nay chị không đeo. Hết chị... sạch rồi, bị dây dụ hết rồi. Cho dai bị giật hết rồi không còn biết nào luôn. Ừ. ôi giời ôi. À, à, lúc đó mình đeo rất là nhiều nhưng mà ừ. khi mà thấy người đàn ông của mình không có đeo cái gì á. Là mình thấy cho là... nên mình rất ngại với bạn bè. À. Rồi, uh, mình cũng muốn làm đẹp cho ừ. bạn cho bạn trai. cho nên không là hả? mới sắm cho ảnh đeo như vậy. chị sắm nhưng dây chuyền chuyền lớn không? dây chuyền thì một cây tám. Á. cây tám à, là lớn cũng, lắm đó. Lúc đó cũng bảy tám triệu. bây vậy. giờ bây giờ là cây tám bây giờ là hơn trăm đó chị. vàng bây giờ tám mươi rồi rồi uh, chiếc cà gá uh, vàng trắng vàng trắng mua nhiêu nữa 40, 42 ừ, gì rồi à? do chị chơi sang bay rồi nó uh, trắng hay là sắm cho ảnh rất là là quần áo hả à? iPhone mấy iPhone 13 sắm Samsung 3 triệu bạc rồi em nói thiệt gọi lướt chạch ừ. chạch chạch lướt rồi, rồi uh, sao uh, mà đẳng cấp xe bay xe Alac mới luôn Alac à, like mới luôn ừ. tiệm mua mới trong thùng luôn á đập hộp luôn đập hộp luôn mua nhiêu tiền sao mấy 70 hay 70 mấy gì cũng ơi. nhớ đó đó rồi. Thế còn ừ. tiền này là, là hàng ngày đưa cho xài. Hàng ngày đưa cho anh xài. Ê nhưng mà à. anh cũng không có xài cái gì, nhưng mà ví dụ như anh để dành đó, anh có về thăm con cái của ảnh đó thì có, anh có cho hay không thế thì mình tiền, không biết. Thế tiền đồ ăn là hàng ngày ai mua? Hàng ngày thì uh, mình mua. Chị hai vợ dạ? chồng ăn. Ừ. Ông nấu cơm hay chị nấu cơm? Thì uh, nấu qua nấu lại. Ôi, ông, ông biết nấu không? Biết. Ông bay chim mà biết nấu mẹ vậy? À ảnh thì uh, thích chơi với hai con chó. Ôi trời, vậy anh. là mình nuôi ông để ông ấy nuôi ông, ấy nuôi, ông ấy nuôi chó thì ông đâu ông Ông ông, ông, thương mến. Ông, là, ông, này, ông này ông này tuổi con gì? Tuổi con gì ta? 59 50. tuổi tuổi con gì không rành nữa. À. Mày tính anh tuổi con gì cái? Mở ra xem tính anh tuổi con gì? Tuổi con gì đó. Năm chín là tuổi là con gì? Ừ, như là tuổi, tuổi, tuổi con rắn thì vãi à? Rắn đâu có thích chó? Chó mới rắn nó cắn nhau mà. Nhưng ừ. mà, vậy anh, là nó chắn ra là ảnh hiền lắm. Vậy là anh trước Vậy là anh hứa với chị và anh quyết định anh sống chung với chị. Để mục đích chính là anh làm mà làm cái công việc để anh làm gì anh nuôi chị. Hay là hay là hay là chị thì nuôi. lúc đó là có tiền cũng nghĩ rằng mình gửi ngân hàng mình lấy cái lời mình sống thôi. Với lại lúc đó là lúc mùa dịch bạn bè mình cũng cho mượn rất là nhiều nhưng mà tuổi nó cũng giật hết rồi. Đói, tiền trong túi của mình là của mình tiền trong túi của người khác là của người khác mình giúp đỡ rất là nhiều nhưng mà ừ. cũng uh, cũng hết rồi giờ dạ là không được tiếp phước nào ừ. luôn rồi ừ. lớp chơi dai ờ. rồi cũng bị chúng lúc bây giờ rồi. lúc bây giờ chị có nghĩ là mình cho vay là mình lấy phước không không ờ. tại mình, nghĩ rằng là... mình cho vay lời hay là hay là phải không? không cho bạn bè giúp đỡ thôi giúp đỡ mà không Chứ được ký phước lấy lời. lẽ ra ông này ông phải thương chị nhiều hơn này giúp đỡ không ảnh thương mà anh này rất là thương ờ. nhưng mà Chứ tối mà có ngủ mà chung điều... với chị không ngủ chung hai vợ chồng vẫn ngủ chung nhưng mà nhưng mà vợ ông có sang kiếm không không giờ anh không bao giờ nhưng mà rồi. nhà ông và nhà chị ấy có sống gần nhau không à, cách nhau cũng bốn năm cây số bốn năm cây gần đấy mà sao người ta không sang à không vợ anh bỏ phế anh hồi nào giờ mà thế là chị là người ừ. là quan tâm rồi chị đem anh về chị nuôi ông này đen thủi lùi xấu trai hoắc mà, mà 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 sao chị mê vậy anh nhưng mà ông, lắm nhưng mà ông, nhưng mà ông mà có khỏe đem... không khỏe anh vẫn khỏe bình thường ông, sức thì khỏe đấy nhưng mà quan trọng là đạp máy có khỏe không nè em đang hỏi là đạp máy này ừ. mình có nói thật là ông là có khỏe không để em mới biết được cái hướng là ông này ông đang đi đâu. Không ảnh thì um... tối khỏe không? đều đều không? Không nói trắng là vợ chồng tụi tôi cũng ít cái quan hệ đó. Là ông không đòi hay chị không muốn? Hình như là hai đứa đều không thích. Ồ. Hai đứa đều không thích tới Đúng như Đúng là nhé. chị không thích, nhưng mà ông này phải thích. Nếu thực sự ông yêu chị. Hai đứa đều không thích. Đúng không? Tối cứ lên giường hai đứa ôm hai cái điện thoại chừng Ô nào ngủ thôi. Ôi trời ơi, thế này, này Là ơi. như vậy, cứ rồi đâm ra nó cũng chán nản. Này là rồi chị là lui ông tay ừ. áo rồi giờ mình mới chia tay nên là vậy là trong hai năm này là là mình tính là tổn thất là là mấy trăm triệu ừ. chắc cũng vài trăm thôi vài trăm nhưng mà nếu mà tính ra bây giờ mà mà đăng cái này là, là 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 ông này ông chia sẻ là bây giờ cái công tôi đạp máy là mấy năm giờ bù qua bù lại xuất lại là là hòe vốn thì ý chị làm sao Chị ý ảnh nói là là công ảnh giữ nhà cho giữ nên giữ nhà rồi đạp máy đúng không là ảnh lấy cái số vàng này là coi như là chị hứa cho chị cho ảnh đó. Ừ. nhưng mà chị có nói với mấy đứa nhỏ là khi nào mà mẹ chết thì tụi con cho chú hiển lấy cái số vàng này đi là chiếc cờ gá với lại cái cọng di chuyền này đẹp quá ôi giời ơi trời hôm nay đi làm cực dữ lắm rồi đó Thôi chết rồi này là chết rồi, ừ, rồi uh, khi nào là mình chết kìa cái bàn tay này hỏng rồi còn bây giờ mình chưa chết bàn thì tay bây này, giờ bàn tay này cầm tiền thì cũng nhiều nhưng mà cầm mấy thì nhiều hơn cầm gì nhiều hơn đây này cầm tiền thì cũng nhiều nhưng mà cầm cái khác là nhiều hơn đây này à, bàn tay chị chị thấy không? đường tình thì chị nó nhiều ngã lắm ừ. chị còn vất vả lắm chị còn phải đi nữa cuối đời chị mới gặp một ông nữa này cuối đời gặp ông này nhưng mà ông này ông ấy Đó. ông này ông làm sao nữa ừ. ông này thì ông thương chị không nhiều nhưng chị mới là người thương nhiều ông nhưng nhiều. mà có nuôi ông nữa không chị là vẫn còn là người nuôi nuôi đàn ông hả à? đàn ông không nuôi chị chị gặp mấy ông là toàn, toàn toàn toàn, người ta ăn chị không mà chị đâu ăn chị đâu ăn được cái gì của người ta ừ. tối thì không đạp mái chắc để sức đạp mái mẹ chỗ khác rồi chị ơi em em nói thật đấy nghiêm túc đấy tay chị là kiếm được ra là rất nhiều tiền và là tự dưng có chị có một số tiền rất lớn bởi hiện nay là chị vẫn còn tiền nha yeah. nhưng mà chị không giữ khéo là không giữ được cái bàn tay của chị nó chảy đi hết ừ, chảy này chị biết chị chảy ở đâu chảy vào đoàn đông. ăn đây là chị thấy chưa cuối đời chị lại nhìn chưa ừ. cuối đây nó còn đang chảy đây nhưng mà đây hai ba đường rồi Ông tướng là ông đang phục ở đằng sau này, ông đang ăn hết của chị, nha. Ừ. Chị là hiện nay là sướng bản thân thôi. Nhưng mà tâm trạng của chị là không được sướng lắm đâu. Hiện nay là đang căng thẳng này, Chị còn phải đi một bước nữa. Bàn tay này thì đúng hai ba đời chồng thì phải rồi. Bây giờ quen ông nào quen nhé, đừng có nhả tiền nha, nhé, đừng có nhà đạn. Quen thôi. Nếu người ta tốt thì người ta sẽ lừa chị. Bây giờ cũng hết rồi, đâu còn nữa đâu. Nếu mà rồi. tốt đấy. nay mai chị vẫn còn tiền. Nha. Yeah. Uh -huh. ờ, nhưng mà nếu như mình có tiền chứ nữa thì mình cũng đừng nói là mình có tiền uh -huh. nha nếu người ta thương mình thì là người ta thương còn người ta không thương mình là người ta sẽ không thương ừ. Uh -huh. uh -huh. chứ đừng nếu mà bàn tay này mà chị mà mà, mà dại trai này chết nhưng mà em thấy này là chị và dại trai quá trắng trẻo đẹp gái xinh gái mà dại trai quá rất xinh dễ thương đúng không nói chuyện có duyên mà dại trai à... đúng lý là chị thương ông chị chỉ mua trong một cái điện thoại là một cái nhất cái thứ hai là mua trong một cái xe cùi bắp thôi, vừa phải nhưng không mà xấu. bạn bè cũng thường nói như vậy ừ, đúng chưa bạn bè nói <laughs> uh, mày đừng có mua xe cho thằng hiển mua là mua một cái xe phương tiện vừa phải hai chục triệu đừng chưa? có uh, <laughs> mua vàng dòng cho thằng hiển đeo ừ, đó. biết người ta có thương mình thật lòng ừ. không nhưng mà mình không nghĩ tới chuyện đó ừ. mình chỉ nghĩ mình họ, mình chỉ nghĩ rằng họ ở với mình thì uh, bây giờ không lẽ mình đeo vàng quá trời trong người mà thằng chồng mình... sao có số em đó là không gặp cái bà nào đã giống cái bà này đi. mà gặp mà thì ngon rồi mà thằng chồng mình không lẽ đúng không, không bà lẽ mình không mua thì nó cũng kỳ mà khi mà nếu mà thì ừ, anh này rồi. anh cũng ở ác. Ví dụ như bây giờ anh đi anh có thể lấy chiếc xe, điện thoại với chiếc cà gá nhưng mà trả cộng dây tiền lại cho mình lúc đó mình cũng đang khổ, mình cần cộng với tiền để mình bán nhưng mà anh nhất quyết anh không đưa anh đi cho bằng được. Tiền trong túi của chị đưa cho em là của em. Tiền trong túi của chị đưa cho con chị là của con chị. Đúng rồi. Vì vậy nên bây giờ là là chị đưa cho ông này là bây giờ là lợi khó đòi bây giờ tìm đâu ông cả một vấn đề rồi bây giờ lấy tiền ông là cả một vấn đề nữa đúng chưa lúc trước là là mình 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 yêu này mình có hy vọng là ông sẽ sống mình suốt đời không chỉ có hy vọng không? phải chắc chắn là phải hy vọng chứ mới mua nhiều chứ vậy đúng rồi hy vọng đúng không nhưng mà điều em nói thật với chị này vợ chồng còn không tin nhau được đúng chưa mẹ con bây giờ con đang lừa nhau mà vợ chồng không tin được mà chị biết rõ là ông này đang có vợ đúng chưa mà cách nhà chị chỉ có 4 km thôi Chị có sắm cho ông sắm xíu rồi nếu hôm nay cái công mày mày bỏ ra tao mày mệt thì mai tao bồi bồi bổ, bổ cho mày nha lâu là lâu dần ví dụ mình mình tính cái cái, ví dụ tính công á một tháng là mày 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 làm cho tao cần này thì tao sẽ sắm cho một xíu thôi gọi cái công mày giống cái bà hôm qua đó mới là khôn đúng chưa làm vẫn trả công được chưa vẫn trả công nào hoàng tối đạp mái là hai bên đều hồi hai bên đều sướng em nói chuyện nghiêm túc á chứ không có chuyện nào là là là, là, là như này là ông lấy hết của chị mà chị chẳng được cái gì mà thậm chí ông có tiền ông đi khoe với người khác Ông có tiền vàng bạc ông khoe trên người ông lại để mà bà khác, ông lại đi tìm bà khác trẻ hơn chị. Đúng chưa? Đó, tật đồng ý là chị là rất trẻ, nhưng đôi khi người mình cũng chẳng hiểu biết được. Người ta là đang là người có tiền, có xe, có vàng vòng, điện thoại iPhone, rõ là chẳng biết ông này làm cái nghề mẹ gì, rõ là ba mắt bốn mắt. Đi tay ga, vàng vòng đeo đỏ cổ. Em có tí vàng ở đâu? Đúng chưa? Thế vì vậy ông lại dụ người khác. Nó rất nhiều cái cơ hội cho ông mà đến giờ phút này là là, là, là tại sao mà ông lại bỏ đi? Nhìn nó chắc là hai đứa không thích hợp không phải là không thích hợp cũng một phần là lúc đó là là mình hết tiền Đấy, mình mới chờ. đề nghị là <laughs> bà chị mới đề nghị là mày cho con diễm mượn lại cộng di chuyền đi Mấy mốt nó bán đất nó sắm lại cho mày nhưng mà ảnh sợ là mình không trả lại cho nên là sáng sớm ảnh gương quần áo ảnh đi Đấy, thấy mà quần áo của ảnh đi hả đi xong rồi trong tủ phải còn là bốn năm chục cái vẫn còn ai sắm nhiều dữ vậy Trời ơi, sắm cho ảnh hơn cả trăm bộ Ui trời ơi, má ơi, sao má sắm nhiều quần áo chứ vậy đây này Sắm nhiều lắm Tôi duy nhất tôi chỉ có ba bộ thôi ảnh ba bộ Ảnh đi xong Nghe nhìn à? chưa dép quần áo của ảnh còn đầy ở trong tủ Đôi dép này mua chỉ có 37 ngàn, 35 ngàn đây này 37 bớt 2 ngàn, 35 ngàn mua ở ngoài đường à, Tôi lúc, đi một năm rưỡi à, rồi rồi Lúc đó có tiền mà trời sắm ừ. quần áo cho ảnh nhiều lắm Thấy chưa anh đi hả một cái giỏ sách bự lắm kìa cái ừ, giỏ mời sách mời không ơi. tả nổi luôn á ông đi là chị có biết không biết sao lại cả không cả giữ lại rằng lại nhưng mà chỉ nghĩ rằng à, đi rồi chắc giận vài bữa rồi về Ôi thôi. Ơi, rằng lại trước khi ông đi là ông lột hết những cái gì tôi, ông đến mấy tôi bằng cái gì. Ông đến với tôi bộ quần áo rách thì bây giờ ông về cũng chỉ cho mặc bộ quần áo rách còn tất cả là để tôi tiêu hủy hết. Được chưa? Thậm chí sắm chiếc xe cho ảnh còn phải để cho ảnh đứng tên nữa. Trời ừ, ơi. ma ơi sao mà ma khôn dữ vậy. Ừ. Nhìn mặt thông minh hay. Đồng hồ thì ừ. cũng Đồng mua chán cho bao nhiêu triệu. Đẹp gái. Đồng hồ mua bao tiền? đồng hồ mua ba bốn triệu gì đó bây giờ đây đồng hồ người ta tặng đây này hàng bao nhiêu năm nay ừ. tôi chưa mất đồng nào đây tôi mà được có bà làm mà yêu thương này thì tôi tôi, 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 nguyện cả đời cuộc đời luôn rồi bây giờ thì bây giờ ừ. mình còn tiền không hết sạch rồi hết không thiệt Dấu ở đâu rồi bây giờ mình chỉ xin là gặp ảnh trả là cầm di chuyền cho mình trong thôi thế này giờ gặp ông nào ông dụ khéo lại moi hết này, này dụ khéo là còn đông nào trong trong lỗ trong đất cũng phải móc ra này, này. Ừ. bây giờ nha đây là lời khuyên chân thành em dành cho chị. Và có thể là dành cho nhiều người. Đây là một lời khuyên nó là rất chân thực. Trong câu chuyện này có vui có buồn, đúng không? Nhưng mà rất thật. Chị nghe rõ cái lời mà em chia sẻ, ở đây là em không dạy khôn bất kể ai nhá. Nhưng mà ở đây là em đã từng va vấp mà từng gặp, chị có thể mới gặp một ông này thôi. Nhưng em gặp những cái ông mà giống như chị này hàng mấy ngàn ông rồi. Thì chắc chắn kinh nghiệm của em nhiều hơn chị dù rằng tuổi đời chỉ lớn hơn em em không nói là ai khôn hơn là ai ai, ai. đúng không mình quen bất kể ai đó nha tiền mình, mình giữ tiền ông ta không chưa giữ nếu ông ta tốt thì ông ta mua sắm cho mình được chưa ông ta lo lót cho mình còn không tốt biến nhấn nút ok chưa tao ở bên khác hoặc tao ở mình hoặc tao sống với con chứ không có chuyện mà thấy ông kia đẹp trai lắm em ơi anh thương em lắm anh yêu em lắm thế là rồi tối ông đi khách sạn ông làm cho hết các bài luôn ông làm cho mình gọi là 10 người rồi rung đùng đùng lên nhút như ra thế là mai em ơi bây giờ anh cần mua đất mai mẹ anh bệnh con anh đóng học em cho anh mượn thế nào anh anh anh, anh, anh này, lấy lương này nào anh bán nhà anh bán chim anh bán cái cảnh anh giải em thì còn cái lịch chị nhớ nhé em đang ngăn cản rất nhiều các cuộc tình mà đặc biệt là các ông lừa đàn bà này là ghét em lắm bởi vì em chia sẻ thật em mới ngăn cản là một cuộc tình nhà chị kia bị lừa là 4 tỷ chuẩn bị xảy ra là 4 tỷ bị bán nhà rồi được hơn chục tỷ và hiện nay cho ông này 400 rồi cho mượn 400 rồi nha nhưng mà đang có, đang có nguy cơ mất trắng làm thêm mấy tỷ nữa là ông này ông đang nói là ông mua mấy cái hết đất ở đâu đó, đang chuẩn bị đầu tư để phân lô bán nền gì đấy là ông nói là ông ấy gửi sổ gửi giấc cho mà chả biết ông chụp ở đâu thế là bà bà là chung thế là bà lại bán đất đang tính chuyển tiền để chung em mà chị ngưng ngay là cái cuộc hành trình này nếu thực sự ông thương chị là ông phải tìm cách kiếm tiền còn tiền chị, chị giữ ngân hàng giấu tiền, tiền giấu đi không được cho không được cho ông biết nha thì cuối cùng là bây giờ đến giờ phút này đúng ông ấy không lấy tiền không lấy thêm 4 tỷ là ông bỏ luôn còn nếu ông lấy được bốn tỷ là ông cũng bỏ luôn được chưa nhưng mà may mắn là mới mất có mấy trăm thôi cũng giống chị đây là một cuộc tình rất may mắn cho chị đồng ý là ông không có đối xử bạo hành với chị đúng không ạ nhưng mà đến giờ phút này là tất cả những lời ngon ngọt của ông ấy là vì tiền chị nghĩ đúng không cái thứ nhất là chị sắm cho ông ấy là phải là là gu chị là chị sắm cho ông ấy là, là là, phải nói là, là chị thương hết mực đó đúng không đúng rồi. thương quá hết mực cái thứ nhất là chị sắm cho người ta cái xe quá đẹp cái thứ hai chị mua cho ông cộng dây chuyền là mua nếu mua là ba chỉ thôi nha yeah. ba chỉ thôi là đẹp rồi chứ không phải là mua để, để, để đeo cho lặng cổ gãy xương sống đúng chưa cây tám gần hai cây vàng bây giờ là hơn 100 triệu đúng chưa đó cái thứ nhất cái, cái thứ ba là chị có thể chị mua trong một cái điện thoại samsung hơn 3 triệu ba triệu rưỡi ba triệu bảy là lướt rồi em ơi em đang ở đâu là ok rồi chị mua trong cái iphone mà ba bốn mắt là ba bốn chục triệu làm chi vậy đúng không đó thế là chị sai lầm vì vậy lai mai quen ai nhá khó bao nhiêu tiền giấu đi em khó lắm anh cũng thương thì thương ok chưa mình thấy là mình sai không dại không chị thấy dại chưa chắc chắn là chị chơi với rất nhiều giới bạn bè ngang tuổi chị mà người ta phải nói là tầm tuổi này phải nói là rất kinh nghiệm các bạn chị ấy có nó là chị dạy không có bạn chị nói làm sao ừ, hồi xưa thì bạn bè cũng căng ngăn không cho mua xe nhưng mà tôi thì nghĩ là thôi kệ <laughs> mua cho ảnh chiếc xe để ảnh đi đây đi đó cho ảnh ngó lên với người ta ừ. chứ bạn bè nó cản nhiều lắm nó ừ, chắn dạ. ra là 10 đứa nó cản hết chín đứa rồi đó em em hỏi chuyện này bây giờ thực sự bây giờ Ông ta về trả chị cái cộng dây truyền này mà có thể trả thêm một số tài sản khác nữa Chị còn tiếp tục thương với ông nào? Không Tại sao Vì ông ta ừ. đâu có Ông ta đâu có chửi chị đâu Không Trước là ừ. sao mình thương dữ vậy Không Bây giờ không còn tình cảm nữa Sao vậy ừ. Hay là giờ mình có mối tình khác rồi Không Thì cũng có người khác Nhưng mà đều Cũng không có Đậm đà Không có gì hết trơn à. Người cũng khác, khác nhưng Giống mà, như bạn bè Người khác thương. nhưng mà có người khác thì Người ta để ý thôi Gọi là mình nói chuyện ừ. qua lại thôi Không ừ. Ừ. Nhưng mà giác nha Bây ừ. giờ mình hết tiền rồi mình cũng chẳng có muốn thương người nào yêu người nào hết Nhưng mà bây giờ người khác có tiền người ta nói là em cứ ở mà anh, anh nói hết nghèo anh cũng lui Chị có đồng ý không Bây giờ không tin nổi đàn ông nữa rồi. không nhưng mà người ta không yêu cầu chị của, cái gì của chị ừ. Mỗi người không đâu, miễn sao mà, chị thương người ta Nhưng mà bây giờ không thích không thích ở nữa bây giờ chị thích ở với bà chị rồi um, có tiền đi làm sinh sống thôi nhưng chẳng qua bây giờ chỉ muốn uh, anh trả cho em cộng di chuyển bây giờ này chị nói lớn tiếng ông này ông này bẫy chim trước ông bẫy chim mà giờ ông bẫy đàn bà ông này thợ bẫy chim chuyển thầy ở bẫy đàn bà đó là ông ấy đẳng cấp lên tay đấy ông ấy giỏi đó ông không phải con người không ấy đâu, ông cực không, giỏi không, đó. anh cũng hiền lắm hiền nhưng mà giỏi cao siêu đó thì ảnh cũng quen người này người kia nói gì đàn em bà, em chưa dụ được một bà nào luôn nói gì đàn bà thì ảnh cũng nhiều bà lắm chưa có ít sao chị biết thì ở trong điện thoại của ảnh á cũng có dạy. nhiều bà lắm mình biết mà mình còn mua cho cái iphone em một đã bán xài iphone rồi, em xài điện thoại toàn hai ba triệu không à ừ, thì mình nghĩ thì tôi cũng xài điện thoại có ba bốn triệu đấy mày giám. mà sao mình mua iphone trời ơi má ơi thì thấy Chị muốn gái mua cho thì thấy muốn cho <cười> ảnh <cười> thì lót là thì lót là, <laughs> <laughs> là, là thế này mà dại trai dữ muốn <cười> cho <cười> ảnh ngó lên dưới đời vậy thôi rồi <laughs> ơi, bây giờ bây giờ đời ngó mình luôn bây giờ là, bây giờ đời ngó mình luôn là trước sinh gái lắm, trước chị sinh gái lắm, đúng không đúng không trước là đào hoa sinh gái ba mấy bốn mươi tuổi thì lúc vẫn đẹp vẫn đẹp bây giờ bây già giờ vẫn là. đẹp không có nghiêm túc nghiêm túc là bây giờ vẫn đẹp sinh gái dễ thương duyên bây giờ giờ. giọng nói dễ nghe đó. đó dễ thương nhỏ nhẹ chị chị trước đó chị có chồng chị có chửi chồng hay giờ không chửi lắm mà chửi sao chửi hả chửi nhưng mà chọc ghẹo lên chửi thôi chửi nhưng mà mai có quên, mà không? Mai quên liền à, chửi rồi quên liền á mình mình có đánh lại chồng hay không cũng ừ, có à, có nhưng mà ví đánh là... mình thì mình đánh lại thôi nhưng à. mà đánh không không lại cũng phải đánh à ừ. gọi là không chột cũng què đúng không ừ. <laughs> được gọi là được đẳng cấp nhưng mà thế sao mà để trai chủ nhưng mà hãy mà thương ai thì thương thương ghê lắm ừ. thế bây giờ bây giờ ví dụ như là bây giờ ví dụ thôi em không vợ mà ví dụ em cần này tuổi này chị biết là tuổi của em đúng không ừ. mà em, em thương chị thật không cần gì hết chị chị có đồng ý không không giờ không tin đàn ông phải tin không lý không do tại tin. thông tin bây giờ nhất quyết thông tin đúng không thất vọng nhiều quá rồi không còn tin nhưng mà lần này sẽ hy vọng thôi đàn ông ăn nhiều quá rồi giờ cũng không tin nổi <laughs> hình như là đàn ông ăn của mình nhiều quá rồi thấy chưa khổ không? Ừ. đúng chưa thôi tốt nhất là đừng tin ai nữa nha bây giờ trước mắt là tin mình à. và về nhà tiếp tục uh, ví đời sống với chị hoặc lâu lâu về thăm con đó là những niềm vui ở cho mình chị ạ. còn quen ông nào là quen chơi thôi còn quen mà nghe tiền bấm nút Yeah, nghe tiền, mùi tiền bấm nút luôn. Được không? Bây giờ chị hãy nói một điều gì đó. Lớn tiếng. Để cho ông tướng này ông nghe được. Ông sẽ trả lại tiền toàn bộ ta, tiền tài sản cho chị. Nếu không anh em đi tìm là, là câu chuyện phức tạp lắm. Chị nói lớn tiếng là ông xem xem. Trước ông đi xem chim. Bây giờ ông xem chị. nói xem đi, nói đi. Nói to. Thì bây giờ um, em đã tìm đến đây rồi. Đã nhờ phía bên anh Hải. Thì bây giờ nếu... Nghe nào Nói chuyện ra. Vì trước là thương cho nên bây giờ là nói ra khó. Chuyện cũ qua rồi, bây giờ mình nói chuyện mới. Chị nói lớn lên, bây giờ cũ dẹp đi. Bây giờ mình nói về cái mới. Chị nói làm sao để cho ông trả tiền cho chị, trả toàn bộ tài sản cho chị, trả xe, trả vàng, trả điện thoại, có gì trả hết đến với chị bằng những cái gì bây giờ phải trả lại hết chị. Hết thương rồi à? không xe thì không lấy lại à, vẫn để, chưa đẹp để cho anh đi vẫn cho lại cái xe điện thoại để cho anh đi để cho anh xài nhưng mà chỉ mong anh trả lời cộng di chuyển chứ chiếc cà gái cho em còn nếu không anh trả công di chuyển cũng được em đang khổ anh hãy trả lời cho em đi rất tử tế một người phụ nữ phải nói là vô cùng tử tế người phụ nữ tử tế mà sau này gặp là toàn người âm binh không à ông tướng này bây giờ nếu thực sự là bây giờ trước đây mình đã lỡ lợi dụng cái lòng tốt tình cảm và kinh tế của người ta nhưng bây giờ mình không còn tình cảm với người ta nữa mà mình đã bỏ trốn này nè thì sớm muộn thì cũng đều phải trả người ta còn nếu không anh em tìm được thì câu chuyện là phức tạp lắm anh em tìm được là đưa ra công an đó. nói trước vậy chị có đồng ý không nếu tìm Thôi, được là đưa ra công an đó. hồi xưa em cũng hứa em cho anh mà em nói là khi nào em chết thì anh mới có quyền lấy mấy cái món này đi nhưng mà em dư, bây giờ em chưa có chết mà thì anh cũng có phải anh phải trả lại cho em uh, Cộng di chuyền hy Đấy. vọng là anh trả cho em rồi anh sống tốt anh đừng đi lừa gạt ừ. người khác nữa không cái lừa gạt hay không là cái đó do anh em không có can thiệp vô ai gieo thì người đó sẽ lãnh nhưng mà với em em hết tiền rồi nếu em còn tiền em cũng sẽ cho anh quá đẹp trời quá đẹp mà gặp ông tướng ở âm minh thật đúng là bay chim mà ông này bay chim đồng cao thủ lắm bởi con chim rất khôn chị nhung con chim rất khôn mà ông lừa ông bẫy được thì chị đã ông bẫy cái một luôn thì bây Đúng giờ không? em đang khổ quá. anh chim trên uh, trời mà ông bẫy được cơ mà anh có coi được cái video này thì anh trả lời cho em chứ em biết chỗ anh làm đó anh rồi, làm, anh em sẽ tìm đến ừ. Ừ. anh yeah. làm ở tân phú à, anh em sẽ tìm rồi đó chị, anh em sẽ ở, tìm anh làm bảo vệ trong trại heo bảo vệ hay là cái, bất kể cái gì cũng tìm hết nha ừ. yeah. tìm gặp ba mặt của nhỏ đưa ra công an luôn để giải quyết cái này là diệt, em nói thật việc thật em không sợ, bữa nay em đã đưa lên trên đây rồi, thì cả thế giới đều thấy bản mặt của em, cho nên là anh nếu anh thương em thì anh gửi trả lại cho em đi, tại vì em cũng đang khổ. Nhìn phụ nữ người phụ nữ này phải là trắng, hiền, chiếc dễ xe, thương, vui vẻ. Lại cái điện đồng. thoại thì anh cứ giữ mà xài, em chỉ cần cái anh trả lời cho em cộng dây chuyền với chiếc nhẫn. Nếu anh xài hết chiếc nhẫn rồi thì anh trả lời cộng dây chuyền cho em cũng được. Vậy là hai năm nuôi bao cô luôn, đạp máy thì không đạp máy, ông yếu ông không đạp máy tiền bạc tài sản thì cuối cùng giờ ông ôm đi luôn nó thực sự khổ đây các chị em phụ nữ xem đây là cái bài học nhé mình yêu thương ai đó mà cứ nghe tiền hoặc nghe mùi sinh nhật nên là mê nghe mùi nọ mùi kia mà nghe dụ mà nói tiền đẹp luôn nhấn nút anh đã trốn đi mười mấy tháng nay rồi em nghe người bạn nói anh ở trên đó cho nên là em không có muốn lên trên đó tìm em không muốn Được nhờ đấy, em tới tìm. em không muốn nhờ tới công an can thiệp vô rồi, em, em chỉ nhờ tới đội của anh Hải hiệp sĩ ở đây cho nên là anh coi cái này thì anh hiểu dùm cho em nha rồi hy vọng là 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 tới đây mình yêu thương ai đó nha nghe mùi tiền dẹp luôn nhấn nút nhá bây giờ em 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 hỏi một câu chuyện nghiêm túc này thì câu chuyện này đã kết thúc rồi đúng không nhưng mà nếu bây giờ đăng video lên thì mọi người cũng có thể chia sẻ cho chị gọi là 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 gọi là cũng đồng cảm với chị nhưng nếu có một anh trai nào đó Đàng hoàng, tử tế, nghiêm túc, nghiêm túc nha, chứ không phải là cả giỡn, mà người ta, thực sự người ta muốn đến với chị, là ở vĩnh viễn á, là hai bên phải tìm hiểu, mà phải đến nhà nhau nói chuyện đàng hoàng á, nghiêm túc á, chị có đồng ý không, nghiêm túc, đó, bây giờ thì tình cảm nó chết rồi, cho nên là, không cũng... chết từ từ sẽ khôi phục, cũng không có bây nghĩ. giờ đồng ý là như một cái cây á, cái cây mà lá nó đã rụng rồi, ấy. như chị thường đang lá nó đang bị héo, nhưng mà chưa rụng, thì em hy vọng là nếu gặp ông nào đó mà ông tốt ông ấy chịu khó ông ấy tưới đạm và tưới phân và ông xịt thuốc mà tưới những bón lá mà thì chắc chắn là nó lại hồi phục lại nó lại như xưa hoa lại lỏ nhá đồng ý nhá thì anh em nhưng mà anh em sẽ xem xét người đó là ai người ta có đàng hoàng không tiểu sử tại sao người ta bỏ vợ bỏ chồng bỏ con thế hạn nhá công việc làm gì ở đâu thì anh em sẽ kết nối với chị nhá để hy vọng là, là 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 là, là chứ em thấy là chị này thực sự là chị tốt với đàn ông quá mà toàn gặp âm binh ngoài mấy ông nhìn cũng không, không là gì số khổ chị này xin thông báo chị này nhìn bên này nhưng mà không biết có ăn hình hay không thì không biết nhưng mà thực sự nhìn bên này rất đẹp gái nó nghiêm túc tuổi này nhưng mà rất đẹp chị này có thể 8 chín mươi vẫn đẹp gái vẫn dễ thương nên vì vậy anh trai nào mà mà mà, mà lọt vào mắt xanh rồi thì nếu đúng là hoàn cảnh mà điều kiện mà tuổi tác mà không chê chị thì bây giờ có thể là... ở đây nó cũng là cái cơ hội rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em mình chim ghi hình chị có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm ông tướng bay chim này không đồng ý, đồng ý ha. Rồi em xin phép được thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, em à. gửi lời chào lời chúc sức khỏe anh chị cũng như toàn thể các con chị hoặc toàn thể gia đình chị. Hy vọng trong thời gian tới chị gặp nhiều may mắn hơn, nhiều sức khỏe hơn, luôn luôn đẹp gái xinh gái này chị nhé. Dạ em cảm ơn cả đội. Dạ kính thưa cô chú chị bạn, đây là một câu chuyện là chị gái này về đây chia sẻ câu chuyện rất chân tình. Nói chung là không ai mong muốn là mình bị lừa, nhưng mà đây chị gái này thực sự là trước đây cũng đã trải qua là hai người chồng nhưng mà đều không gặp may mắn thì tuổi này thì nói chung là ai cũng mong muốn là mình muốn kiếm một người để chung sống với mình bởi vì không ai hy vọng là mình bị người ta lừa cho nên chị gái là tin và uh, chào hết niềm uh, tin và hy vọng cho ông tướng bẫy chim nhưng uh, không là ông bẫy chim thì ông bẫy cả mình uh, ông bẫy hết cả điện thoại iphone bẫy cả vàng cả vòng cả xe cả cà rá cả, cả tôm nữa đấy cuối cùng giờ mất sạch thôi đây cũng là bài học thôi cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em về phía bình dương Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo.